Khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 10, tại km 158+730, quốc lộ 32, thuộc khu vực cầu Minh An, thôn Khe Bịt, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết và 5 người khác bị thương. Hành khách xấu số trong vụ tai nạn nghiêm trọng này là anh Khổng Văn Hải, 36 tuổi, tạm trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, và Trần Đình Giáp, 34 tuổi, tạm trú tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Theo thông tin ban đầu, xe khách Hyundai dừng nằm, biển kiểm soát 29LD4168 của công ty liên doanh Hải Vân, thành phố Hà Nội, do lái xe Nguyễn Kiến Huy, sinh năm 1968, điều khiển xe chạy theo hướng Lai Châu, Hà Nội, đã mất lái, đâm gãy lan can cầu, lao xuống suối. Trên xe lúc đó có 35 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 32 hành khách. Trong số những người bị thương, sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn, đã có 2 người bị thương nặng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái và các ngành chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường, chỉ đạo các ngành thành viên nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tài sản cho hành khách, tiến hành thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn. Chiếc xe khách gặp nạn đã được trục vớt. Nguyên nhân của vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.